Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Phong, phụ trách chỉnh nha tại Nha khoa Đông Nam Á. Và đây là chương trình Niềng răng chuyên sâu. Tôi sẽ giải đáp tất cả những vấn đề liên quan đến chỉnh nha trong cái chương trình này. Và xin cảm ơn các bạn, những bạn đã theo dõi kênh của tôi và đã liên lạc với tôi. Nếu là những cái bạn mới thì rất mong các bạn sẽ đến ấn nút đăng ký, ấn nút chuông và chúng ta sẽ có những cái liên kết chặt chẽ với nhau, cộng với là tôi sẽ gửi đến các bạn những video clip đều đặn hàng ngày giải đáp những vấn đề về răng chỉnh răng. Các bạn có những câu hỏi thì có thể comment ở phía dưới và tôi sẽ trả lời cho các bạn trong những clip sau. Trong chủ đề ngày hôm nay, tôi xin phép được nói đến chủ đề đó là dây cung chọc vào má. Đây là một cái vấn đề mà các bạn thường hay gặp, đa phần các bạn sẽ gặp phải tình huống đó là dây cung chọc vào má gây khó chịu ở phía má, có thể gây viêm loét ở phía má. Thế thì cái nguyên nhân của nó là gì? Giải pháp của nó là gì? Nguyên nhân đầu tiên thông thường là sau cái buổi đầu tiên là bác sĩ đi dây cung vào cho mắc cài của bạn và buộc vào thì có thể sẽ thừa lại một chút xíu cái dây cung ở phía cuối của cái mắc cài cuối cùng. Thì các bạn cần phải kiểm tra, việc đầu tiên các bạn sẽ cần phải kiểm tra cảm giác của mình ngay tại thời điểm các bạn ở phòng khám. Bạn cử động môi má để xem thử có những cái vướng hay những khó chịu gì không. Nếu có, các bạn sẽ nói chuyện ngay với bác sĩ chỉnh nha của mình để bác sĩ chỉnh nha của mình sẽ xử trí. Thông thường tại phòng khám thì các bác sĩ sẽ có một số cái giải pháp như sau để xử trí những dây cung chọc vào má ngay tại chỗ. Thứ nhất, có thể là bác sĩ sẽ bẻ đuôi dây cung với những cái kềm chuyên dụng để bẻ uốn nó vào. Và cái thứ hai, bác sĩ có thể cắt rất là sát vào cái mép của mắc cài sau cùng. Thứ ba, nữa bác sĩ có thể sử dụng những cái stop nằm ở trên dây cung được bấm vào và dây cung sẽ được giữ để không dịch chuyển. Cái thứ tư là bác sĩ cũng có thể sử dụng cái composite để nhỏ những cái giọt composite và quang trùng hợp nó cứng chắc ở những cái vị trí trên cái dây cung để giữ cái dây cung không bị chuyển động. Thứ năm là bác sĩ cũng có thể sử dụng những dây cung đã có sẵn, những cái thiết kế là những cái uốn nhỏ trên dây cung, những cái đường uốn nhỏ trên dây cung để nó cản trở cái việc di chuyển. Thì đó là những cái giải pháp mà có thể được xử trí ngay tại phòng khám nha khoa nếu các bạn sau khi gắn dây cung, các bạn kiểm tra và các bạn phát hiện, trao đổi với bác sĩ sẽ được xử lý ngay. Tuy nhiên, đôi khi các bạn về nhà và vẫn gặp phải những cái tình huống như vậy thì nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân tiếp theo đó là có thể các bạn đã bị bung mắc cài khi bạn ăn nhai. Thì cái mắc cài khi bị bung ra nó có thể được tuột ra bên ngoài, các bạn có thể giữ cái mắc cài đó để mang đến để gắn lại. Tuy nhiên thì cái dây cung nó sẽ vẫn vướng ở đó, vẫn chọc ở đó. Đó thì cái điều này để tránh cái điều này thì thứ nhất là các bạn cần phải đảm bảo được cái chế độ ăn uống của mình đã thay đổi. Khi chúng ta niềng răng thì chúng ta sẽ ăn những đồ ăn mềm nhỏ, cắt nhỏ nó ra, tránh những đồ dai đồ cứng và mình ăn nhai từ từ. Để nếu phát hiện có những cái bung mắc cài thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với bác sĩ của các bạn để được gắn lại mắc cài sớm nhất có thể, bởi vì cái việc bung mắc cài nó không chỉ đơn thuần là cái dây cung nó sẽ chọc vào má mình gây khó chịu, mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái thời gian như tiến độ điều trị chỉnh nha của các bạn. Cho nên nếu bung mắc cài thì ưu tiên hàng đầu các bạn phải liên hệ với nha sĩ của các bạn ngay. Nguyên nhân thứ hai, các bạn có thể có dây cung chọc vào cái phía má của mình, đó là gì? Đó là khi cái răng của mình nó ở trong cái tình trạng là xô lệch, chen chúc, chồng lấn lên nhau. Thì khi các bác sĩ đi cái dây cung nai thai là một cái dây cung đàn hồi có trí nhớ thì nó sẽ được uốn lại, các dây cung sẽ được uốn, nó sẽ dài hơn chiều dài thực tế của cung răng đó. Và sau thời gian đầu tiên của quá trình chỉnh nha đó là dàn đều thì cái dây cung nó sẽ dư ra ở phía sau, dây cung sẽ dư ra ở phía sau. Như vậy nó sẽ chọc vào cái má của mình, chọc vào má của mình. Với nguyên nhân này thì các bạn cũng có thể đến phòng khám để có thể là cắt cái dây cung, có thể là bẻ uốn dây cung lại. Còn nếu tại nhà của các bạn thì các bạn cũng có thể là xử lý nhanh bằng cách là gì? Mình sử dụng cái sáp chỉnh nha, mình lấy một chút sáp chỉnh nha mà bác sĩ đã phát cho mình, sau đó mình vê nhỏ lại và mình ấn thật chặt lên trên cái mắc cài ở cái vị trí mà có cái dây cung nó chọc ra. Sau đó chúng ta sẽ đến phòng khám. Đó thì đó là cái cách để xử lý tức thời để giảm đau, giảm khó chịu và đến phòng khám.
để xử lý tiếp theo. Nguyên nhân thứ ba dành cho các bạn đó là gì? Là trong trường hợp mà cái răng của bạn nằm trong cái giai đoạn là kéo lui đóng khoảng, thì cái răng của mình trong trường hợp mà cần phải nhổ răng, tôi sẽ nói về những vấn đề nhổ răng ở trong một clip khác. Các bạn vui lòng là ấn đăng ký để tôi sẽ gửi đến các bạn clip đó. Đó là clip về vấn đề nhổ răng. Thì trong trường hợp nhổ răng, các bạn sẽ có một khoảng trống và bác sĩ sẽ phải kéo lui cái nhóm răng phía trước ra phía sau. Thế thì trong cái lúc mà răng chưa được kéo lui thì dây cung rất dài, khi răng đã kéo lui rồi thì dây cung nó sẽ thừa ra một bên. Như vậy các bạn sẽ bị nó chọc vào cái má của mình, và chúng ta cũng sẽ xử lý nó bằng cách là mình cắt cái dây cung nó đi, hoặc là mình đến nha sĩ. Thế thì tại nhà có rất là nhiều người khuyên rằng là các bạn có thể chủ động cắt cái dây cung với cái bấm móng tay sạch để mà mình cắt cái dây cung đó. Tuy nhiên cái việc cắt dây cung đó nếu sai thì có thể các bạn vô tình chạm vào mắc cài và làm bung mắc cài, cho nên tôi cũng không khuyến cáo các bạn là nên sử dụng cái biện pháp là cắt dây cung đó, mà các bạn nên sử dụng cái sát chỉ nha, ấn nó vào cho nó êm ái, sau đó thì mình đến phòng khám để mình xử lý liền. Cái vấn đề thứ ba vấn đề thứ tư cho các bạn, đó là vấn đề thứ tư. Thì đến vấn đề thứ tư là nguyên nhân để mà dây cung nó chọc vào thì có thể như sau. Khi cái dây cung nó đã thẳng hàng rồi, nó đã làm răng đều thẳng hàng rồi và nó không còn bị ma sát, không bị vướng vào mắc cài do cái chen trúc của răng nữa, thì dây cung có nguy cơ là trượt từ bên phải sang bên trái, từ trái sang bên phải. Thì cái điều này dễ dàng nhận ra là như sau. Đó là đối với nhiều dây cung được sản xuất bởi các hãng khác nhau, thì ở ngay đường giữa của dây cung là chúng ta sẽ thấy là có những đánh dấu ở ngay đường giữa của dây cung, là để phát hiện điểm chính giữa của răng cửa giữa. Thì nếu cái đường này nó trượt sang bên một bên, thì trong trường hợp mà một bên bị chọc còn bên kia sẽ không thấy dây đâu đó, thì đó là cái trường hợp mà bị trượt sang một bên đó. Thì cái trường hợp trượt sang một bên này thì các bạn cũng có thể sử dụng một số cách thức như sau. Thứ nhất đó là mình sử dụng những cái đầu dụng cụ trơn mềm, như là đầu đuôi của cái bàn chải hoặc là một cái đầu đuôi của cái bút, thì các bạn hoàn toàn có thể ấn nhẹ nhẹ và trượt ra để xem thì nó có trượt được không. Nếu nó trượt được thì rất là tốt, còn nếu nó không thì các bạn cũng cần phải đến nha sĩ để mà hỗ trợ. Một cái giải pháp thứ hai, các bạn có thể dùng những cái kẹp rất là nhỏ, bởi vì là cái dây cung này nó bị mất ma sát rồi, nó không có ma sát cho nên nó mới trượt ra, thì chúng ta cũng có thể dùng cái kẹp cái dây cung và trượt nó trở lại đúng cái chỉ thị của đường giữa ở trên cái dây cung, thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái cách như vậy. Và đương nhiên khi mà dây cung đã không còn những ma sát như vậy ở trên dây răng nữa, trên dây mắc cài của răng nữa, thì nó sẽ không còn nhiều cái lực để di chuyển răng nữa, cho nên các bạn cũng cần phải đến nha sĩ để xem thử là bác sĩ của mình có những cái điều trị tiếp theo dành cho mình hay không, và sẽ xử trí giúp cho các bạn những vấn đề về trượt dây cung này. Tiếp đến, yếu tố thứ năm mà chúng ta thường gặp khi chọc vào, đó là chúng ta bị chọc bởi cái dây chỉ thép buộc ở trên cái cánh mắc cài, mà bác sĩ còn gọi là ligature. Thì cái ligature này thì các bạn cũng có thể xem ở trong một cái clip khác của tôi nói về cái cách thức mà buộc ligature để giữ cho cái dây cung được tương tác với cái mắc cài để giúp răng di chuyển. Thế thì cái ligature này khi buộc và bác sĩ xoắn vào rồi cắt, thế sẽ thừa ra một cái đoạn đuôi, thì thông thường bác sĩ sẽ được uốn nó vào, dây cung sẽ được bác sĩ uốn vào để tránh chạm vào môi má của mình. Tuy nhiên thì có thể trong quá trình ăn uống sinh hoạt, cái dây cung này cái đoạn đuôi này nó cũng sẽ bị đẩy ra và nó sẽ chọc vào môi má của mình. Thì cách thứ nhất đó là các bạn sẽ sử dụng những cái đầu dụng cụ mềm như tôi đã nói, là gắn của cái bàn chải hành răng hoặc là dùng cái gắn bút gì đó, và ấn nó vào. Và lưu ý là nó rất là nhọn, cho nên nếu mà dùng tay không sẽ chọc vào. Cho nên là các bạn nên dùng cái cán mềm ấn nó vào. Sau đó để chắc chắn hơn, các bạn sử dụng thêm cái sát chỉ nha, bạn vê sát chỉ nha và ấn nó vào để nó che chắn lại, không cho cái môi má của mình bị va chạm. Đó là những cái điểm có thể chọc vào. Ngoài ra nữa, một yếu tố thứ sáu các bạn có thể gặp phải đó là gì? Là cái hook, là một cái phần thiết kế, cái móc được thiết kế thêm ở trên cái mắc cài của chúng ta, phục vụ cho cái việc là bác sĩ mắc cái thun để di chuyển răng.
Thì cái hút này tùy vào nhãn xuất có những cái thiết kế mà nó không phải là dạng tròn, nó vuông và nó hơi sắc một chút thì nó cũng thể va chạm vào trong cái má của mình, nó gây khó chịu. Thế thì chúng ta không thể bẻ cái hút này được, chúng ta không ấn cái này, bởi vì nó là một phần cấu trúc của cái mắc cài. Cho nên là cái việc mà ở đây chúng ta không cố gắng để uốn để bẻ cái hút đó, chúng ta cần phải phân biệt điều này. Thì chúng ta vẫn có thể sử dụng sát chỉ nha để chúng ta ấn vào đó, ấn vào sát chỉ nha, ấn vào trong cái răng có cái hút vị trí mà cọ sát vào đó để cho nó đỡ chạm môi má, đỡ khó chịu. Ngoài ra chúng ta sẽ cần phải lưu ý thêm, có những bạn đặt ra câu hỏi là tại sao em cứ ấn sát mà nó cứ bung ra mãi như vậy, thì có một cái mẹo nhỏ nhỏ là các bạn cần phải để ý như thế này, là cái vị trí các bạn ấn nó phải khô, không phải bị ướt, không có nhiều nước bọt ở vị trí đó. Đó thì các bạn ấn vào nó sẽ đảm bảo được bền. Cái hai nữa là các bạn vê, lấy sát đủ nhiều và vê nó tròn xong ấn, lúc đặt vào ấn và miết nó vào trên cái bề mặt răng, bề mặt cái mắc cài đó để cho nó bám dính chắc chắn ở trên đó. Đấy, thì đó là một số cái vấn đề gặp phải khi mà chỉnh nha, là chọc thì có thể dây cung chọc vào, có thể là cái ligature chọc vào, có thể là cái hút nó chọc vào, và những cái giải pháp đi kèm. Thì khuyến cáo lớn nhất của tôi đó là gì? Mọi cái vấn đề bạn gặp phải ở cái quá trình chỉnh nha thì cái người đầu tiên các bạn cần phải liên hệ đó là bác sĩ chỉnh nha của bạn, đó là phòng khám của bạn, bởi vì họ là những người hiểu nhiều nhất về cái tình huống của bạn và họ là những người sẵn sàng có thể giúp đỡ bạn ngay lập tức. Đó. Tuy nhiên thì cũng có thể có những cái tình huống bất thường xảy ra, bất ngờ xảy ra, ví dụ như bạn đang đi du lịch hay là một tình huống như là dịch Covid chẳng hạn, thì bạn có thể áp dụng một trong những cái giải pháp mà tôi đã đưa ra để có thể là tạm thời xử lý nó, đồng thời với việc là mình liên hệ ngay với bác sĩ của mình và thông báo tình trạng đó để cho bác sĩ của mình biết, để họ có cái kế hoạch hoặc là sắp xếp những cái thời điểm phù hợp. Hoặc ở trong cái ngành nha của Nha khoa Việt Nam thì chúng ta cũng có một cái sự liên kết khá là tốt giữa các bác sĩ, giữa các phòng nha ở các địa phương. Đôi khi các bạn cũng sẽ được bác sĩ của mình giới thiệu sang những cái phòng nha gần với địa chỉ bạn đang công tác hoặc đi du lịch để được cái sự hỗ trợ của bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của tôi trong ngày hôm nay, những vấn đề gặp phải với việc chọc vào má, thì hy vọng rằng nó đã giúp ích cho các bạn. Tôi là bác sĩ Phong đến từ Nha khoa Đông Nam Á, tôi phụ trách vấn đề chỉnh nha, và đây là cái chương trình mà tôi giải đáp tất cả những vấn đề các bạn cần và gặp phải trong quá trình chỉnh nha. Chương trình Niềng Đam Chuyên Sâu của Nha khoa Đông Nam Á xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sau. Vui lòng ấn đăng ký, ấn chuông và ấn like nếu các bạn thích. Hãy chia sẻ với những người mà bạn cho rằng nó có hữu ích và hãy đặt những câu hỏi dưới phần comment để tôi có thể trả lời cho các bạn. Ngoài ra trong phần mô tả thì tôi sẽ để những cái link để các bạn có thể tham gia vào những cái nhóm group riêng mà chúng tôi sẽ support cho các bạn mà liên quan đến chỉnh nha. Thì rất mong được giúp đỡ các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.